chào các bạn uh, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về kết quả bán hàng kỳ tích của um, Vinhome đối với dự án Ocean Park 2 thì uh, trong quá trình mình trực tại dự án ấy thì uh, cũng gặp được nhiều nhà đầu tư nhiều uh, người đã mua rồi xuống trải nghiệm và cũng nhiều người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư thì uh, cũng dân rất là nhiều câu hỏi để mà chúng ta cũng sẽ chia sẻ uh, nhưng uh, nhưng có những cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng là uh, về sự hoài nghi À, đôi khi mọi người ngỡ ngàng về xuống đấy về tốc độ thần kỳ về tiến độ công trường đúng không về hạ tầng dịch vụ rồi là à, cái cái sự thần tốc trong xây dựng đấy, một dự án một đại dự án chưa bao giờ nó là những điều mà đã làm nên gọi là mình gọi là kỳ tích à, mọi người thì cũng là bây giờ cũng kỷ niệm hôm nay là ngày hôm 30 tháng 8 tức là tầm khoảng 4 tháng sau từ ngày mở bán chúng ta nhớ là cái cái mốc lịch sử luôn nhớ lại đem cho mọi người rất nhiều cái 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 ấn tượng ngày 28 tháng 4 thì uh, cũng có nhiều cái mọi người nghĩ rằng là làm sao bán nhanh như thế được, Đúng không? nó thần tốc quá, xong xuống xây dựng thì thôi, tức là ngày xưa mua nhà là cứ mua cái đêm hôm 28, 29, 30 hay là thôi mua theo nghe các tin mà các bạn môi giới các bạn tìm hiểu thì mình cũng thấy là một lần đầu tiên mà mình nghĩ rằng bất động sản có cái niềm tin rất là lớn với những cái người mà qua những lần đầu tiên mà mua phải mua vào đêm đúng không thế nhưng bây giờ thì lại rất là thong dong ung ả thong giả thong thả thì lại có nhiều cái sự hoài nghi nhưng mà xuống đây thì thấy tốc độ và tốc độ xây dựng và những cái hạ tầng mà Vin đem lại cái những trải nghiệm tại biển hồ công viên tại đạo sóng là royal way park ấy, thì mọi người cũng thấy là rất là hài lòng cũng rất là tin yêu và cũng thấy là một cái nhưng mà cũng bàn lại một câu chuyện của một cái vài cái biến trong cái thị trường đấy là những cái hay chẳng hạn như cái Zoom đúng không Zoom ngân hàng hay hay là những cái um, cái 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 phát triển thần tốc thần kỳ mà diện tích nó lớn quá thì mọi người cũng đặt luôn luôn đặt câu hỏi à, thế thì rồi là uh, trong tương đấy thời gian nhưng nó có nhiều chính sách bán hàng quá chủ đầu tư đưa những giải pháp chẳng hạn như là uh, đầu tiên là 12 tháng xong lại lại đảo đảm lãi suất này xong rồi lại là cái câu chuyện là nhiều cái đơn vị tham gia xong lại nhiều sale sự vụ trước lúc đấy đấy rồi là đến lúc gì đến bây giờ uh, nhiều người cái câu chuyện của gãy sóng hay cái gì mọi người phân tích thì hoặc cắt lỗ đã phát đã đã có những cái câu chuyện đấy thì chúng ta phải uh, với mình thì đối diện thẳng với những thông tin thôi đấy không có vấn đề gì cả và chúng ta cùng nhìn nhận Đấy và cái cơ hội nữa đón nhận cơ hội thì cái câu chuyện là nhiều người lại nghĩ rằng là cái số liệu bán thì nó nó có vấn đề gì không thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái số liệu cụ thể cái nữa cái thứ hai là cái, cái nguồn gốc thống kê các cái, cái 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 số liệu thì mình sẽ nói là bán hàng cho Vin phải chuyển chuẩn tắc trong tất cả mọi cái thời thời thương hiệu và số liệu thì bây giờ để một cái nguồn về tài sản về thống kê nhé thì thứ nhất là các bạn vào cái cái sa bàn này này thì bạn ấn cho từng phân khu thì bạn sẽ thấy là ở đây chủ tư đưa ra là cái này quy mô chẳng hạn phân khu trà là nhé là 13,9 ba hecta tổng số lượng căn thế thì mình sẽ thống kê ra bảng excel và mình sẽ thấy cộng tổng vào nó sẽ là 12.641 căn và cái này nó khớp với tài liệu pháp lý của chủ đầu tư đã đưa ra là hôm nay được sở xây dựng tỉnh Hưng Yên ý, cho phép mở bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai là số được mở bán là 12.641 căn đấy, cái đấy là cái cái mà rõ ràng các căn cứ pháp lý nó phải chuẩn đấy và đây là câu chuyện của uh, của sự uh, uh, dùng nguồn tài liệu nhé đây là đầu tiên là chúng ta tinh thế tâu từng vào nhá cái thứ hai nữa là chẳng hạn như phân khu trà um, là chẳng hạn để mình thống kê những số liệu thì câu chuyện là cái bản vẽ thiết kế này chủ đầu tư đưa ra sẽ có này shop house này liền kề này màu vàng này biệt thự song lập này, biệt thự đơn lập thế thì các bạn sẽ thấy là ở đây bạn sẽ khi tư vấn bạn sẽ thấy là à đây là cái dãy này của trà là đấy nó có bao nhiêu nghìn căn nhưng mà có từng đây căn của shop house thôi đúng không có bao nhiêu cái màu này là biệt thự đơn lập đúng không có bao nhiêu màu này biệt thự song lập đúng không còn đâu liền kề nhưng đây lại liền liền kề nhưng mà lại là số hào cái dãy đại lộ ngọc trai này sáu có sáu chín căn đấy, ngày xưa là một kỳ tích rất nhiều các bạn đăng quảng cáo bán ở chỗ này đấy, có khi bán từ từ hết từ thời covid cơ đấy, nó là công nghệ thông tin nó là bất động sản online nó thế đấy, và đây cũng chẳng hạn như mình thống kê ra bao nhiêu công viên thì từ đây mình làm đấy là các cái nguồn dữ liệu đúng không chúng ta phải thống nhất với nhau như vậy chứ chúng ta không không đi bằng cái, cái bốc thuốc này nó là số liệu được minh chứng bằng cụ thể nhé hai nguồn cái này ví dụ trả là như vậy thì chúng ta sẽ phân biệt ra là từ đây cái màu sắc này như đèn xanh anh đỏ là quy ước thống nhất chung tất cả sau này kể cả như đại an hoặc là ocean park ba bạn cũng sẽ thấy các cái bản thiết kế như thế này ok nhá đấy là cái nguồn thì uh, đấy là nguồn như vậy và còn một cái bản nữa là bản đồ này bạn sẽ thấy nếu như bạn xem đơn thuần là bản đồ này thì bạn sẽ không nhìn thấy nhưng mà phải có những cái cụ thể cùng các cái bản đồ của từng phân khu từ chủ đầu tư ban hành ra và đơn chỉ có từ sàn uy tín thì có nhưng còn các bạn môi giới kia chắc chỉ in ra thôi thì chúng ta sẽ chú ý cái việc đấy chẳng hạn như thương mại dịch vụ này đấy thì chúng ta sẽ thấy là uh, như Ocean Park 1 các thương mại dịch vụ này sẽ là sau này sẽ là uh, trong 12 41 căn kia là sổ đỏ hết nhé Thế còn cái chỗ này thì thương mại dịch vụ giống như ở Ocean Park 1 ấy, thì sẽ xây cũng là shop house nhưng mà sổ sẽ là 50 năm thôi Đấy là câu chuyện của những cái cái nghệ thuật và cũng là cái cách làm của Vin để đan sen giữa các cái nhu cầu chẳng bạn bạn nhìn thấy nhá tại khu phân khu san hô này có những cái thương mại dịch vụ này, đây này đây là đấy sau này là cái điểm này đây đấy chúng chúng ta còn rất nhiều cơ hội đúng không rồi trường học rồi nhà ở xã hội nữa đây nhà ở xã hội này đấy nhà ở xã hội nhà ở hiện trạng này thế và chúng ta cũng sẽ thấy là cái sự liên kết nó gắn bó với nhau nhưng chúng ta cũng không không với mình là sự thống kê đôi khi ấy, là còn phải mất thời gian đếm đếm các <laughs> bác kinh đô ánh sáng này hoặc là à, chúng ta thấy cộng thấy tổng diện tích xây dựng này so với 458 hecta này à, dành bao nhiêu phần trăm đây có cả một cái công viên là à, công viên uh, trung tâm này em em pride park rộng 7,5 năm hecta thậm chí là cái cái mà công viên xin park này dài 2,6 km đúng không? Dạ, thậm chí là trong này cái bản vẽ này thì cái 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 đảo dừa, khu đảo dừa này, cái bể bơi pha lê này, thì lúc bản vẽ cũ nhưng bên rồi bản vẽ được duyệt đấy, cái cái được duyệt đưa ra đẹp đẹp mê ly luôn. ấy vào đây tắm thì hy vọng sau này mình cũng vào đây. <laughs> đấy. Thế thì cái trải nghiệm của mỗi một cái khôn khu, mỗi cái đấy nó có những thông tin khác nhau. Ok. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái kết quả bán hàng. thì uh, mình cũng chia sẻ với các bạn như này này. À, điều tiên là cũng nhiều người ấy, thì là bảo là làm sao bán được như thế ấy. nhiều người này cũng lại là à, khi tăng lãi suất thì mình đã chia sẻ thì lại nghĩ là ô vin không nhưng mà đối với vin ấy, thì luôn luôn dẫn dắt thị trường và vin nói là vin làm nếu như trên hiện trạng các cái thiết kế thì còn làm đẹp làm tốt hơn kỳ vọng đúng không thế và câu chuyện nữa là mọi người lại cứ nghĩ rằng là à, có đúng không có đúng không thì mình mới nói là câu chuyện đến ngày hôm nay À, cũng là kỷ niệm 4 tháng thì tổng số căn cũng là lần đầu tiên các bạn thấy đại đô thị này nhé đưa ra hình thức bán là gì à, bán cho Mastery .000 đây là cái thống kê theo nguồn hàng nhé từ giữa chủ đầu tư bán và một đơn vị bán buôn bán buôn là 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 à, mình phân tích theo nguồn hàng còn sau đây kết quả bán hàng phân theo phân khu thì phân tích trong nguồn hàng thì hiện tại là bán được 9.529 căn thì trong cái Mastery này là mua 6.000 căn thì có ký kết hợp đồng mua bán và thủ tục đặt cọc đấy trong cái chúng ta cũng thế ở đây cô lại sao có những thủ tục đặt cọc đó cũng là số thông hiệu số liệu thống kê riêng ri tham và cũng lại là uh, chúng ta sẽ thấy những cái bạn mà lướt sóng ấy nằm các vận động viên lướt sóng nằm ở đây là các bạn này không được ngân hàng giải ngân chưa được ngân hàng giải ngân ấy thì cũng vẫn ở chỗ này đấy là cái căn nguyên đấy như bảo sao nó lại số to này thế còn và trong kể cả cái thời gian ấy có độ khoảng năm uh, 5 7 ngày theo chính sách bán hàng ấy thế nhưng mà ở đây nó cũng bị cái số này là chúng ta phải hiểu được bản chất ở cái chỗ này là gì các bạn bị tư vấn là lướt sóng lướt sóng vào đi rồi là ở đây này kia thì sau đó ngân hàng ngân hàng Uh, thẩm định tài chính thì không vay được đấy thì các bạn trong cái này thì với mình thì mình hay làm việc một con số thì mình chia sẻ với bạn là đấy nó có căn nguyên cả và thậm chí cái số này này nó đưa ra cái số liệu là cắt là cắt lỗ thì mình cũng vẫn có video phân tích rồi các bạn mua vào chỗ có nỗ này và hàng chủ đầu tư đang còn đấy thì cái đấy mình không mình tư vấn là không nên mãi mãi mình muốn rằng là nếu mà một ví dụ ocean bắc 2 ocean bắc một bán rồi bán xong rồi lại khác còn đây ocean bắc bắc 2 là chủ đầu tư đang còn hàng thì mình vẫn luôn luôn khuyên là các bạn mua từ hàng chủ đầu tư mua sàn có uy tín thì sẽ có những cái chính sách và thậm chí về giá giá của các sàn cũ ấy, họ, họ cũng là một nhà đầu tư mà thì cái giá đấy cũng là một cái câu chuyện nữa đấy, Thế còn đâu là cái mà mình muốn nói là Hoặc là sàn cũng đang bán những hàng của chủ đầu tư thôi Khi mà hàng chủ đầu tư đang còn đấy, Thì câu chuyện như thế thì chúng ta làm sao mà Mua được hàng từ chủ đầu tư, mua sàn uy tín Sàn uy tín có khi người ta mua từ trước cũ thì có bây giờ được giá Giá nó sẽ khác sau khi chủ đầu tư tăng lên 9% đúng không Thì sàn cũng đóng vai trò một đơn vị là, là Đơn vị kinh doanh độc lập, họ cũng có invest Đấy Đấy, còn cái câu chuyện cung cầu giá tranh ấy thì à, bây giờ đang tờ nó cũng có nhiều cái là khi đã có cắt lỗ này thì bạn các bạn tìm hiểu thì các bạn hay đặt dấu hỏi hoài nghi nhưng các bạn an tâm rằng là, là nếu mà chọn được những sản uy tín thì chúng ta hôm nay các bạn là vị thế mua thì là đầu tư thì sau này bạn có một cái vị thế ở vị thế bán thì đấy bây giờ mình nói là như là như là báo vượng là nắm một cái data cực kỳ tốt nhất thế giới là cộng đồng thì cái app app của cái cái cái, cái sử dụng của các căn hộ và các biệt thự ấy cái app trên điện thoại ấy, thì đấy là cái app thật nhất và chuẩn nhất đấy đấy thế thì cái câu chuyện bác đang giữ một cái từ app này từ vinfast này đấy xong lại vinhome nữa thì hai cái app đấy mình khẳng định luôn là đúng là tỷ phú vì tại sao họ có một cộng đồng họ có cách làm đấy thì chúng ta sẽ chú ý thế còn đến bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây chín nghìn năm căn uh, đã được bán thì có đầm độ khoảng hai nghìn là thủ tục đặt cọc đấy thì cái câu chuyện này cái câu chuyện về lỗ đấy thì cái câu cắt lỗ nó sẽ còn ở những cái này và chúng ta hiểu được căn nguyên nhưng cái đấy mình cũng phải các bạn cũng sẽ thấy là là tại sao đã chính các bạn là lý do về tài chính không ổn định và cái cái tư vấn nó chưa, chưa chuẩn thì các bạn bị vào đấy đúng không còn đây đầy đủ ra các phân khu đây thì mình muốn chia sẻ đây các bạn nhé có 8 phân khu đúng không và đây là có một cái tâu tuần này tổng này thì diện tích đấy, bạn vào sa bàn, bạn thống kê ra Thì đây đang là diện tích tổng, diện tích xây dựng là 129 Trên 458 thì xây dựng trên 28% đúng không? Tổng số căn này, chúng ta vào xa bàn, chúng ta thống kê ra Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có 12.641 căn Xăm đây đúng không? À, số đã bán đây, 9 này Và số liệu của mình là linh, đúng không? Linh với nhau, đấy, linh với nhau Bây giờ ví dụ như này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy một cái cái là kinh đô ánh sáng đây. Kinh đô ánh sáng đây đang bán được là 517 đúng không? Kinh đô ánh sáng đây. Bạn sẽ thấy đây. Đấy, những cái căn này. Những căn này đã bán. Đấy, những căn này đã bán 517. Ok chưa? Và ví dụ đây chúng ta sẽ thấy là sao biển. Ví dụ lấy sao biển. Sao biển đây. Sao biển số căn đã bán là 1843. Các bạn sẽ thấy tại sao sao biển bán tốt không? Ở giữa này nó phản ánh một con số ấy. Đúng không? Đấy thì bạn sẽ nhìn đây. Đấy và số liệu đây đấy ok chưa hợp đồng mua bán hoặc là hàng quỹ hàng đi từ đâu là có sự thống kê đây đấy câu chuyện này như vậy đúng chưa đấy chúng ta sẽ thấy có những cái file thống kê để thực hiện một cái câu chuyện của những cái người mà chắc chắn là ừ, câu chuyện là chúng ta nhìn thấy cái này cũng đã nói một câu chuyện khác rồi đấy đúng không chúng ta thấy nhá ok nhá thì bây giờ câu chuyện nó tiếp theo như này à, đấy đấy đây là những số liệu thật các bạn sẽ sẽ nhìn thấy và các bạn thấy là à nó phải là kỳ tích không Đúng không à, Mình có một lần mình bảo Muốn tư vấn một khách hàng Khách hàng không tin là Vin sẽ lên 9,5% À 9% Tăng giá à, Bây giờ cũng có những căn mà so sánh và Mình ngồi mình thì mình sẽ đưa ra Thậm chí mình phải đưa ra những cái file Thống kê giá theo ngày Ngày mà từ sàn và từ chủ đầu tư Đúng không Thì chúng ta mới thấy là À đúng chân thực và đã là số của chủ đầu tư Thì cái đấy câu chuyện là xuất hóa đơn à, Ví dụ như một cái thông báo tăng giá cái đấy thì Sau này có những cơ quan kiểm toán làm lại, họ còn phải nộp thuế cả thuế thuế mỗi một lần tăng như thế, sau lại hỏi toán doanh thu đúng không, chi phí và lợi nhuận và nộp phải thuế nữa chứ không phải là đưa ra văn bản như vậy. đấy, thế chúng ta chú ý như vậy. và đây cũng là số liệu mình thấy đây đúng là một kỳ tích và cũng đã nói rất là nhiều lần mình cũng nói là là gì là là là, là à, um, câu chuyện là những cái điều kỳ tích của những người làm 15 năm trong bất động sản sách giáo khoa chưa viết nên được. đấy Thế thì chúng ta sẽ thấy là từ cái chỗ này nhá, chỗ này tổng số căn này thì chúng ta sẽ thấy là cái còn này. Còn này chia ra trong phân khu đấy. Nhưng thật ra cái còn này nó cũng là một ẩn số của 3.000 của Mastery. Ví dụ như vậy. Và chủ đầu tư thỉnh thoảng thì chủ đầu tư cũng có những câu chuyện là khi bán được thì chủ đầu tư và các cái sàn uy tín vẫn đang bán thì nó đang trộn lẫn ở chỗ này và chúng ta hiểu được cái bản chất. Thì Mastery ngày xưa chúng ta cũng sẽ thấy là cuộc chơi nào cũng cần những ông lớn đúng không? Những nhà đầu tư thì bạn cũng mua và câu chuyện cũng chúng ta sẽ đối diện với các cái sàn các cái cách thức khác nhau nhưng về, về chủ đầu tư thì luôn nắm thông tin và dẫn dắt thị trường chứ không có gì ngoài luồng cả thế về đấy là hoặc là cái cách người ta mua thì người ta bỏ tiền ra thì với câu chuyện người ta bán thì cái câu chuyện vào ngày xưa các bạn thấy là không tranh bạn sang sang mastery oan mau chẳng hạn thế nhưng mà uh, sàn đấy nhưng mà bạn lại không được chọn đúng không bạn ấy thì cái mỗi một cái khẩu vị nó sẽ khác nhau Đấy, và chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ phân tích và nhau chúng ta nhìn nhận đấy để à, mình cũng làm phản ánh cái câu chuyện là các bạn hỏi và mình cũng phải có những số liệu minh chứng đấy còn đâu à, một số các bạn có được số liệu hay không thì đấy cũng đấy như thế và để các bạn làm đấy thì cái niềm tin để chúng ta thấy rằng đất nước cũng cần những cái um, hoặc là mình thấy rằng là đi xuống dưới đấy thì cũng mọi người cũng là một fan của pin uh, tin tưởng tin yêu một số hoặc là một ngoài một cái số thông tin ngoài này nhưng mà khi mà có những dữ liệu này mình phân tích thì các bạn cũng thấy là à đúng đúng rồi nhưng mà sự lựa chọn thì ngày đâu đó thì à, mình cũng chia sẻ là nếu bạn mua từ cái thời đầu thì cái hóa đơn cấp như thế thì sau này bạn ở vị thế bán bạn cũng có lợi đúng không việt nam thì mãi mãi cũng vẫn còn cái vận dụng pháp luật đúng không và cái cái nghị quyết 18 thì cũng là giá theo thị trường cũng đang dần dần các cái bộ ban ngành mà thực hiện cái nghị quyết 18 của Trung ương Đảng ấy thì câu chuyện đấy thì cũng là một cái điều mà chúng ta sẽ kỳ tích nhìn nhận ở sau này đấy đấy thì còn đâu mọi thứ nó sẽ phản ánh vào giá thế và một câu chuyện nữa là đây là kết quả bán hàng của của phân theo phân khu nhá thì chúng ta sẽ nhìn đây cái chỗ này thì nó cũng không phải đâu vì cái cái 3.000 của bạn kia ở đây cơ bản nhất thì các bạn sẽ thấy là 9.000 căn đã bán và mình cái số liệu này ở cái chỗ 2.000 thủ tục đặt cọc này chúng ta phải thừa nhận là đấy những thông tin về 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 các bạn một số các bạn cắt lỗ nó ở chỗ này Về cái năng lực tài chính không ấy và cũng năm nay nó bị như thế là zoom thì chúng ta cũng sẽ thấy là đấy là câu chuyện của đầu tư theo cảm xúc còn đầu tư về khách của mình cầm những hàng hoặc đến thậm chí việt Tân Lên luôn đứng top 1 ấy, thì đều những khách đưa tư vấn cho những khách chuẩn chỉ đúng không rất ít phải nói một câu chuyện là cắt lỗ ở thời điểm này và mình cũng không tư vấn cho khách là là đi thực hiện cái mình không có kiến thức để tư vấn các bạn nước sóng đấy thế nên là câu chuyện chúng ta cũng sẽ là ở rõ ở chỗ này và và uh, bây giờ mình sẽ phân tích theo một số các cái loại hình bất động bất động sản ở trong này chúng ta sẽ có shop house này liền kề này biệt thự song lập biệt thự đơn lập biệt thự tứ lập ở dự án này có một cái biệt thự tứ lập uh, tức là một loại mới đúng không hoặc là chúng ta cũng lên trên uh, riverside ấy, nhưng mà Uh, nó cũng khác đi vì câu chuyện là có có ô tô để ở trong nữa hoặc là cái hình thức thiết kế nó cũng sẽ khác thì ví dụ như mình chúng ta sẽ nhìn thấy nhé trong 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 cái tổng số căn 1800 căn ở trà là thì có 256 căn số hao thôi đúng không liền kề còn đâu liền kề biệt tự song lập biệt tự đơn lập ở trà là không có tứ lập đúng không sao biển thì là chúng ta rất là hay chỗ là sao biển tổng cái chỗ này là số hao hết đúng không nhưng mà trong cái này thì lại là cái này này có uh, song lập 78 căn, đơn lập tám căn đúng không? Kinh đô ánh sáng có 724 căn thì 400 nằm liền kề đúng không? xong uh, song lập 2 28. Đấy thì nó nó gắn kết lại với nhau như vậy thì các bạn chú ý là 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 cái đấy chúng ta sẽ thống kê nó chuẩn. Hoặc trong san hô này cũng vậy, san hô bạn sẽ thấy là nó trộn lẫn giữa shop house với cái biệt thự song lập này đấy thì chúng ta nhưng chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện như này nhé hiện hiện tại trong các cái ví dụ ocean park một thì house đang là phân khúc mà đem lại cái tăng giá nhưng mà mấy bác này, này là tiền sẽ chảy vào chỗ trũng đấy tham gia nhiều thì lợi nhuận đấy thì cái đơn lập uh, với song lập này thì bạn sẽ thấy cái tỷ lệ này tỷ lệ này ở đây là bao nhiêu căn đấy chúng ta sẽ thấy là cái sự khan hiếm cái tính quý hiếm của những dòng bất sản ấy. thì cái tứ lập này, này thì nằm nhiều ở hai phân khu cọ xanh hải âu và đảo dừa cái này sau này sẽ hút những chuyên gia à, thuận thậm chí bây giờ các bạn sang ocean bắc một đấy thì bạn vào ngọc trai ngọc trai một ngọc trai hai ngọc trai đảo lớn đảo nhỏ bạn sẽ vào thấy nó sẽ quyền uy đúng không à, ở đây có một cái phân khu ngọc trai này có 387 căn thôi à, bạn này thì lại không có shop house ấy là câu chuyện như vậy thì chúng ta cái câu chuyện của một cái huyền thoại trong đầu tư ở Ocean Park 1 ở cà phê Highland thì uh, vị trí nhưng mà so với gần trung tâm thương mại và các cái thứ đấy thì nó đã phản ánh rồi chúng ta cũng có một cái, cái cái cái, cái thông tin cũ để chúng ta so sánh thì cái này nó sẽ làm chúng ta sẽ phải đi bằng bằng chủ các con số và chúng ta sau đó mọi người cứ bảo là ngày xưa mình đã nói là phân tích là 48 sẽ là sản phẩm hot thì bây giờ bạn tìm 48 rất là khó rồi đúng không 55 63 68 bảy mấy thì bây giờ nó cũng đang cũng vẫn còn đấy thì đấy hoặc là chúng ta sau một thời gian thì chúng ta sẽ phải mua lại thứ cấp thì câu chuyện như vậy Thế thì rõ ràng là từ những phân tích cái, cái những thứ nó logic với nhau chứ không phải là bằng những con số mà gọi nói thờ ờ, bạn cũng có một sự hoài nghi thì đương nhiên mình cũng có những cái tài liệu chứng minh thôi đúng không? Thế thì cái đây của bạn sẽ thấy là cái số hao này chiếm 32% cơ mà. Đấy, thế rồi là trong lập này thì cái này nó quý hiếm rồi thì các bạn có tiền thì các bạn sẽ sẽ tìm vào đây thì mình sẽ tư vấn những cái vị trí cụ thể đấy thế và rõ ràng chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ phải bằng những thế này thì mình mình tư vấn thì khách thấy à đúng rồi đúng rồi những cái câu chuyện nó chuẩn và mình cũng nói rằng là cái 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 những con người bất động sản những cái bất động sản triệu đô như vậy thì chúng ta cần nhất là niềm tin và thông tin và đôi khi nó là cả một cái sự gia tốc quyết định đấy và mình có thể đưa được ngồi với mình thì mình có thể đưa một số cái căn ví dụ của khách mình đấy, câu chuyện của các cái việt kiều sự thành công sự quyết đoán họ về cũng chỉ một tháng thôi sau Covid nhưng mà họ bây giờ họ nắm giữ tài sản mà chia trung bình hoặc là nhìn theo phân khu đấy là một cái kết quả đầu tư của họ tuyệt vời còn còn những người các bạn đứng ngoài thì đúng là cuộc chơi thôi mình cũng cái cái câu chuyện kể cả đến bây giờ nó có những xuất hiện là từ cái bạn phải hiểu căn nguyên của cái chỗ cắt lỗ này là là những người tài chính yếu này yếu lại ra gió đúng không sau rồi là rồi là những người tư vấn đấy đã đưa cho bạn những thông tin à, mình có một người mình gặp là, là xem cho mình dòng tiền để mình có thể đáp ứng được không Đấy rồi thậm chí anh ấy bảo là à, sẽ là à, mình trước đã có vay ở việt tin rồi à, thế thì bây giờ muốn vay ở đấy luôn để cái cái thẩm định hồ sơ nó tốt đấy thì cái đấy là bây giờ nó có những cái cách làm riêng làm khác khác đấy, thì câu chuyện chúng ta cũng sẽ bắt tay sâu hơn thế còn à, những cái dữ liệu mình đưa ra thì hoàn toàn à, mình nghĩ rằng là à, những cái môi giới bất động sản triệu đô ấy thì cái niềm tin và kiến thức và kể cả, cả con số ấy nó là đi dài và cộng tác chứ không phải hôm nay đưa một số liệu malaysia ấy và nó gắn kết mà chúng ta sẽ thấy là hiểu được bản chất chẳng hạn như ocean park 2 bạn sẽ thấy ocean park một tại sao lúc nó, nó lên thì cái nút giao cổ thông cổ linh hoặc là đường xẻ khe xẻ từ tốc độ cao tốc 5 b xuống chỗ tòa nhà techno park đấy những cái điểm đấy thì mình phải nắm được và thậm chí là chính covid cũng lại đem lại sự may mắn cho ocean park 1 vì là vì là là các cái cửa hàng cửa hiệu không kinh doanh được thì uh, hoặc là với bất động sản đẳng cấp thì các bạn chuyển tiền online được các bạn không phải đến uh, giao dịch uh, các thứ và chờ được những thủ tục ấy thì đấy cũng là một điểm mà mình nghĩ cũng là một cái hay ấy thì đến nhưng đến bây giờ cũng lại là chính bởi thông tin thì các bạn lại tham gia nhiều gợi nhóm quá thế này cuối cùng là loạn giá vừa căn này vừa đăng xong uh, mình ngồi mình thấy các bạn môi giới bên cạnh ôi căn này em vừa bán hôm qua trên 400 hôm nay nó lại mua lại thì mình bảo thật ra em có biết là lên ký thủ tục xong và làm ra được những cái kia ấy, thì nó còn mất mấy ngày nữa cơ Đấy, còn hẹn chủ đầu tư nếu mà đầy lịch thế mà vẫn thấy hoặc thậm chí người bạn của mình căn ở hải âu 03 rõ ràng anh ấy là một người bán anh ấy đưa này thì không mượn một bạn một xeo khác nhưng bạn ấy đăng là giá còn thấp hơn thì mình bảo gọi điện ai bảo có khiến mới đăng đâu nhưng mà thôi cuộc sống nó như thế biết làm nào được thế thì chúng ta cũng vậy rất nhiều cái câu chuyện là từ những con số này nhìn từ những minh chứng này nhưng mà cái đúng là các bạn có quyền được tiếp cận thông tin mà các bạn phải tìm nhiều và mình khẳng định rằng là là các bạn cũng sẽ ít nhất là hai ba sale đúng đúng thôi cuộc sống mà mua nhiều mới một giá trị tài sản lớn nhưng mà chúng ta sẽ tìm thấy những cái nơi những cái kênh hoặc những cái số liệu làm sao để các bạn thấy là đây đây nó thực sự là một cái minh chứng mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái kết quả đi đi dài đồng hành chứ không phải là thậm chí đến bây giờ mình các sale đều biết là các bạn đi một người mua đi tìm xong lại đưa thông tin đưa thông tin cái đấy nó chỉ là truyền tin thôi nhưng mà để chia sẻ được những cái hiểu biện con bản chất được những số học này và minh chứng được ấy, thế mình bảo bạn này kinh đô bạn cần vào đây mình sẽ check cho những căn này Nó chuẩn ra sao như thế nào đấy chứ không phải là những số liệu đưa ra cho nó đẹp cũng phải những cái việc đấy mình cũng chúng ta đồng ý với nhau một cái thời gian để làm việc chứ không phải là chúng ta đi khảo giá và một thông tin nữa thì mình cũng nghĩ là hôm nay thì trong báo cà phê F có nói là Vin đang thành lập ba công ty đấy là uh, chín mấy phần trăm vốn đấy để uh, với ba dự án này mình thấy cũng cách làm cũng đã rất là hay đấy và những thông tin kèm theo ấy thì uh, là là gì là uh, chẳng hạn như là một nghìn hai trăm hecta đại đô thị này siêu uh, quần uh, đô thị biển đại đô thị Uh, đô thị biển đúng không? Thì uh, trước đây là ví dụ những diện tích này 420 ha này, 458 ha này, đúng không? Ông Sừng Bắc 3 294 này, tổng là 1172. Thì đâu đó ở cái chỗ này này nó có 28 ha với quy hoạch bây giờ là 486 rất là đẹp, số đẹp đúng không? Thì uh, mình thấy một ẩn số của cái nhà ở xã hội có thể và các cái diện tích mà ngay đối diện các cái À, bên cạnh có thể mà nhìn nhận như ao sen ở bên cái chỗ đối diện cái các cái bên đường năm ấy à, vin làm hai đường xẻ xuống thì những ấy mình thôi thì chúng ta cũng phải tìm hiểu và đoán nhận thôi nhưng mà những cái điều đấy là một cái bứt phá đột phá và rất là cái hạ tầng rất là tốt thế còn đâu đó thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy ở đây trong đây một số các cái đặc thù của mỗi, mỗi một công viên này à, mỗi một phân khu này đây trà la bốn trường đại học à bốn trường học <laughs> vinmec là chỗ trà la nhá thương mại dịch vụ quy hoạch này nhà nổi để xe này nhà ở xã hội này bạn này rất là hay này bạn này là cũng là một câu chuyện này và đến đại an thì cũng có nhà ở xã hội chúng ta chờ những thông tin đấy đấy rồi là tòa nhà cao tầng nhà ở cao tầng nhá cao tầng ở đây có 20 uh, có 9 ở chỗ sao biển và 14 ở chỗ san hô Đấy, cái này thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái điều đấy nhưng mà chúng ta uh, thấy rằng là mỗi một vị trí trọng yếu này chúng ta hoặc là câu chuyện nữa về sau nữa thì chúng ta cũng phải căn theo tiền thật ra là mỗi một mét vuông ở đây đều đẹp đều tốt đấy, nhưng mà đại tiện x đúng không rất là đẹp xuất sắc nhưng mà uh, chúng ta cũng có sự lựa chọn nếu mà đầu tư thì ai các bác cũng đều muốn x, x. nhưng mà x lại thời gian ngắn đấy, thì câu chuyện đấy nó bây giờ nó cũng khác rồi đấy, thì thì uh, hoặc là cái 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 thần tốc của vin làm bây giờ là, là làm xong hạ tầng mở bán đấy cái kết quả cái cái chính sách bán hàng thu tiền rất là nhanh chứ không như các chủ đầu tư khác có thể là huy động 30% phần trăm làm dầm dè dài ra không đâu vào đâu cả và đô thị bản chất đô thị nó phải đô thị ở uh, sống đấy. đấy những cái thứ này bây giờ hàng ngày là tầm độ khoảng 600.000 à 600 người 600 người hàng những ngày thứ hai đến thứ sáu đấy mình ở đấy tại dự án mà vé phát ra cũng vậy mà nhìn lượng người như vậy thì 600 600 người qua trải nghiệm này và đâu đó cuối tuần cũng rất là đông 1.000 thì những cái điều đấy là những điều hết sức tích cực mà chưa có một đô thị nào chưa một đô thị nào cái công trình bất động sản nào sản phẩm bất động sản nào mà đem lại một sự thần tốc như thế về tiến độ công trường về À, các cái uh, các cái um, tiến độ bán hàng và cái chính sách chính sách đôi khi thay đổi cũng thấy rằng là mọi người bám theo mọi người đôi khi cũng không có mấy được và cái tiệm cận nó không chuẩn thì có khi mọi người lại hiểu sang một khía cạnh khác mọi người cứ bảo là chờ đợi rằng là chính sách này nó tốt hơn à, người trước thiệt không có không có mình phải khẳng định rằng là Vin cũng là 29 năm rồi và những cái điều mà Vin làm những điều đấy luôn luôn công bằng với đối nhóm khách hàng. Cái câu chuyện là nó là fan, khi đã là fan rồi cũng như iPhone ấy sắp sửa iPhone 14 ra này. thì chẳng hạn như là có vé mời hoặc thứ đấy thì khi khi người ta mua nó cũng khác. Nhưng kể cả câu chuyện thế không ai không ai là iPhone thì cũng là một cái sản phẩm tiêu dùng thôi, hoặc nhưng đôi khi cũng là một cái sản phẩm mà nhất phản phẩm phản ánh thương hiệu hoặc cái, cái cái con người, cái vị thế nhưng mà câu chuyện mình thấy là cái cách làm của iPhone rất là hay từ sản phẩm thì mình thấy đối với Vin thì mình cũng nói là luôn luôn là tiệm cận với những cái chuẩn mực bán hàng quốc tế thật sự là như vậy đấy hoặc là cái cơ cấu giá của mình lần đầu tiên các bạn sẽ thấy trong cái cập ấy là giá của này cũng tính theo cái phân bổ và chi phí thương hiệu của Vin đây đâm ra là chúng ta sẽ thấy là vinfast và các tập đoàn vin thương hiệu càng lớn thì cái cái này phân bổ về sau nó cũng rất là khác để chúng ta chú ý như vậy và kể cả như là các đại dự án như là bây giờ chúng ta sẽ thấy là hạ long xanh này mình kỳ vọng mà mình hy vọng sẽ là một dubai tại việt nam đúng không lấn biển này rồi là cần giờ này rồi là thông lũng silicon thu hút được cái trí tuệ của của chất xám của hoặc là thậm chí nó cũng thể cởi mở chia sẻ rằng là bác vượng cũng đã uh, đàm phán với cái uh, bác mà thủ tướng đức nguyên thủ tướng phó thủ tướng đức ấy về đầu quân hoặc những cái thứ đấy thì cũng chia sẻ dần nhưng mà mình thấy đấy là những điều tuyệt vời của 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 vin thế và chúng ta cũng sẽ thấy là ở mỗi một dự án chúng ta sẽ đi như thế này cái thông tin như này và chúng ta cũng xem loại hình này và chúng ta nhìn nhận và chẳng hạn như cái bảng này cũng đem ra nhiều cái giá trị để bạn biết là bạn sẽ chọn phân thức đầu tư nào ấy thế với mình hoặc là uh, mua để ở thì bạn vào đâu đây mấy cái phân khu cọ xanh hải âu đảo dừa mua để ở uh, nhiều bạn vào ở đây cái cái đảo dừa sẽ là một khu compo là gì là là khép kín như ngọc trai đấy uh, bạn nếu mà bạn sang âu sơn bắc một bạn thấy cái khu mà chỗ gần chỗ trường đại học vinuli cả một cái hồ rộng thì sau này cái công viên sinh park chỗ đấy cũng là một cái điểm mà rất là tuyệt vời cũng thể là sẽ nhìn thấy như gvsi Đấy, thì chúng ta cũng từ uh, tiên lượng và nhìn nhận và so sánh để chúng ta thấy là chúng ta bắt tay với nhau như nào bằng con số chứ không 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 phải ấy. thì câu chuyện là cũng mình cũng sẽ luôn tập uh, tiệm cận với những cái 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 mà những cái người tham quan cơ hội đầu tư ấy, có những cái gì hoặc là thông tin cụ thể và và chuẩn xác thì mình cũng như video chia sẻ và chúng ta cũng sẽ đồng ý với nhau là những cái câu chuyện bằng con những con số này này và cái sự cảm nhận cảm quan của mỗi người, mỗi người nó khác nhau và chúng ta cũng sẽ luôn luôn nắm bắt cái hơi thở nhịp đập của thị trường và những khách của mình thì cũng vẫn được cập nhật thường xuyên những cái thứ này đấy và chúng ta hy vọng rằng là qua kênh YouTube chúng ta cũng sẽ kết nối được những cái cái thương vụ đầu tư nó chuẩn chỉ và bước dài sắp tới thì Vin cũng sẽ ra một số cái nữa mình khẳng định rằng là với Vin thì các bạn cũng bỏ qua cái câu chuyện của giá giảm không có đâu không có không có nhé ấy thứ hai nữa là, là uh, sẽ cũng sẽ luôn là những giải pháp tốt cho nhóm nhà đầu tư trước trong sau trước và đến bây giờ và tương lai này, chứ không phải ấy. thì đấy tất cả nó bằng cái kết quả bằng cái việc làm hiện tại là trước mình cũng vào đây cái phân khu ngọc trai này đi cái búp đảo này này cũng lên video rồi nó chưa ấy thì kỳ vọng là sau này nó cũng có và mình cũng sẽ quay những cái, đầu tiên ở đây thế còn uh, hiện tại trà là này trà là này trà là năm này trà là 10 năm này mình đã quay rồi một số căn rồi. Bây giờ cũng đang bận rồi lúc nào mình sẽ vào mình quay tiếp khi mà cái công viên này mấy cái này nó xong. Dự kiến tháng 9 là chủ đầu tư sẽ bàn giao một số cái bên này. Đấy, thế thì uh, qua kênh YouTube cũng rất là cảm ơn uh, chúng ta đã xem đến giờ phút này. Uh, các bạn hãy đăng ký kênh, like, share cho những người cần thông tin và chúng ta cũng sẽ uh, có những cái uh, để mình có cái động lực làm được nhiều video hơn và và chúng ta cũng thấy rằng là mỗi một cái lượng thông tin làm sao nó có thể các bạn nó xem nhiều kênh nhưng mà làm sao nó hữu ích và làm sao cái cũng bớt nhiều khi cũng bớt thời gian khảo giá để đi đến một thương hiệu thật ra đến ngồi đây có những buổi 4 tháng anh em ngồi lại vào đúng ngày xưa có giá khi mà nó đêm 28 29 ra mà có, có 5 phút 10 phút rồi nhiều người hoàn toàn đấy là những niềm tin của những người môi giới bất động sản triệu đô có được mình cũng rất là vui là với sản phẩm pin và những cái thông tin để đưa đến được các bạn những thông tin chính thống và thông tin kịp thời để các bạn có thể ra quyết định trong cái uh, thương vụ đầu tư của mình thậm chí mình cũng thấy rằng là các bạn cũng ở đầu tư mình gặp nhiều người ở nhiều các cái đất mua đất ở nhiều chỗ khác thì mình chia sẻ anh em đồng cảm hơn và cũng thấy rằng là với vin thì mọi sự an tâm và đều lấy vui vẻ và cũng thấy là lạc quan và thấy rằng là ừ đồng cảm với thị trường đồng cảm với nhưng mà thấy vin thì luôn luôn mình thấy là trong lòng người việt gì đấy hoặc các nhóm khách hàng việt kiều thì cũng đều dành cho những tình cảm rất là tốt, rất là tốt. Và thậm chí mình cũng gặp những người mà phân tích như là người ta có bạn ở nước ngoài, ấy, người ta cũng cho thuê nhưng mà bên đấy thì không được thu nhập cao như này. Ví dụ như, thì đó là chuyện câu chuyện của toàn cầu giống như là Elon Musk hoặc Samsung họ phải đi đi tìm kiếm các lợi thế so sánh. Đấy, và đặc biệt mình cái vị thế của Việt Nam trong mấy hôm nay thì Trung Quốc thì vẫn thực hiện chính sách là zero covid nên là ở Việt Nam thì cũng đang rất là thuận Đấy, và là chúng ta cũng sẽ thấy là một số các tập đoàn đa quốc gia cũng đã nơi chọn nơi đây à, chọn Việt Nam là những nơi à, bước tiếp cho tương lai đúng không các tập đoàn sản xuất chip chẳng hạn như thế thế rồi là như vậy thì chúng ta đầu tư ở đây cái cái bác vượng cũng muốn chia sẻ là sau này cái cái cái, cái chất xám cái cái các cái chuyên gia giống như sai khu công nghiệp VC ấy thuê nhà tại uh, Riverside ấy, thì cũng là một điểm nhấn và đây là cũng nơi đây cũng là sau này cái đại an ba đại um, Ocean Park 3 cũng kết nối sang các khu công nghiệp đấy thì chúng ta sẽ nhìn về tầm nhìn tương lai và tổng giá trị về cái số lượng các bạn cứ an tâm rằng là với mình thì mình đánh giá là um, làm thật chứ không phải làm ra những cái việc mà 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 chẳng hạn là ở ít hay ở nhiều nhưng mà câu chuyện nó cũng đến bây giờ các bạn sang đây sang Ocean Park một ấy cái cải tạo sửa chữa rất là nhiều tết này khéo phải đến mấy trăm nhà nữa về biệt thự đến bây giờ thì ở đây cũng vậy thôi cứ niềm tư vui chuẩn bị cho các cái cư dân tại trà uh, là này san hô sẽ là được nhận nhà đầu tiên đấy uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video uh, các bạn có thể kết bạn với mình qua số zalo 090 -115 thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ và có những thông tin mà uh, nó cũng có thể trong phạm vi mình chia sẻ là các bạn nhiều hơn cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau